Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây có chú Huệ, ở giáo sư Lộ Đức đang sơn cái tượng Đức Mẹ lại, tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Chú Huệ qua chào bà con chú Huệ. Nó có cái đồng hồ nữa thấy không? Nhìn bây giờ là giờ 9 giờ 30 nha, 32 33 rồi. Đó. Còn cảnh. Trước cha Hồng Trong cũng vậy, cũng quay lên vậy, cũng đưa cho YouTube luôn. Cái gia tượng này cũng lâu lắm rồi, cũ bị đổ lũn vậy. Không có tượng này lúc xây nhà thờ tới giờ đó 7 năm rồi. Tượng bên kia mới lâu á. Bị bể nè, lỗ nó bị đổ. Mới có hôm ấy thôi, hôm lúc xây nhà thờ này thôi. Tượng Đức Mẹ bên kia kìa mới lâu. Tượng Đức Mẹ bên đây là tượng cổ đó. Tích của nhà thờ nào có cái tượng Đức Mẹ này? Tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Ở Đức Thánh. Đức Thánh đúng rồi, Đức Thánh hay có. Còn nhà thờ cũng có. Mà nó để đây là lý do là Đức Thánh ở đây. Đó đâu có nhà này mà cũng ít có thánh có được những mẹ này rất là ít. Rồi đó không có nhà đa năng này mà nó thánh đây giờ đây đây nè, sao mới nó phát sinh là cái nhà này nó để đây luôn. Nhưng mà sao không thấy ai còn nghĩ Đức Mẹ này hết á. Đúng rồi. Hồi xưa giờ Đức Mẹ này ít có ai mà. Không. Ở Đức Mẹ bên kia thì có cầu nguyện mà ở đây thì không có cầu nguyện Đức Mẹ này. Có mà hiếm lắm. Đức Mẹ này của mấy người hết. Nhưng mà hiếm lắm, hiếm. Như đây là hai tượng Đức Mẹ phải không? Thì thường là cầu nguyện bánh tượng Mẹ bánh á. Cho nên cha mới làm cái vòng cung lên đó theo. Đúng không? Đứa mẹ nó thì còn là hay để là núi á. Còn núi đá rồi để cái tòa á là núi. Rồi mấy nhà thờ ấy là có núi đá. Ở đây không có rộng nên nó không có làm núi đá được. Cái tượng này bằng composite thì chắc nó nhẹ lắm hả ta? Nhẹ. Để ngoài nắng lâu ngày đó, mưa nắng lâu ngày cái nó bị nổ. Ừ.
bán thì thích hợp hơn. Còn mấy cái tượng thật cao với xi măng thì đỡ bán. Lúc đầu tưởng tượng này tưởng xi măng. Dạ còn đâu biết đâu, nói nó còn hình ấy mới biết đấy. Cái này có composite nè, để ngoài nắng không tốt. Cái hình này Đức Mẹ mang giày. Ừ. Mẹ mang giày. Đẹp, cái hình này đẹp, Mẹ đẹp. Đức Mẹ mang giày nè. Hồi ngày hôm qua, hồi tối đăng, hồi ngày hôm qua về đăng cái bài. Là trên thế gian này không có ai mà cái thằng họ can đảm mà được. Mà cái kiểu như Đức Mẹ này đi dọc đường nửa đường mà gặp con gì hay là một lát rồi tăng sông lên mà ép tin chết rồi, chết trước con rồi chứ không. Mà thì can đảm đi tới nơi tới chốn luôn á. Vậy là nội dung Đức Mẹ đi cho tới chốn nha. Đức Mẹ này đi cho tới chốn nha. Đi tới chốn nha. Để coi can đảm thiệt á. Rồi. Ông bà anh chị em thấy chú Huệ sơn từ Đức Mẹ rồi. Xin chào ông bà anh chị em nhé. Chú Huệ chào ông bà anh chị em. Chào lên tao máy bay kìa trời. Đây, chào.